Đây là chương trình Quê Nhà Rất Xa, Hoa Vẫn Nở với nhà thơ, nhà văn Vàng Đen Nguyễn Dũng Tiến dưới ống kính của Đỗ Minh Dũng. Mộng Lan mời quý vị cùng theo dõi một số những hướng dẫn của nhà văn, nhà thơ Vàng Đen Nguyễn Dũng Tiến để chúng ta có thể có những cái cây con hoặc là có một cây với nhiều cái loại trái khác nhau ở trên cái cành cây đó. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, đây là một cái cách ghép. Thì ví dụ như là ở nhà quý vị có một cái giống cây nó khó ghép, đó là cây ổi, cây nhãn. Do đó đó, chúng ta lại có cách khác ngoài trừ cái cách mà làm rễ trên thân cây, đó là chiết. Thì chúng ta có thể có cái kiểu ghép khác. Mà cái kiểu ghép này cũng như là 99% xác suất rất là tốt. Thưa quý vị, ví dụ như đây tôi có một cây xoài đã ghép rồi. Cây này, cái giống của nó là Valencia Pride. Nó là một giống xoài trái dài rất là ngon, không sơ. Nhưng làm sao mà chúng tôi có được một cái cây xoài như vậy? Nếu chúng ta chiết cành xoài thì cái rễ của cành xoài nó không tốt, không ai chiết cả. Do đó chúng ta sẽ ghép. Thì khi chúng ta ghép, bên cạnh đó chúng tôi có một cái cây xoài trồng từ hột lên, thì chúng tôi sẽ dùng cây xoài này để kẹp chung với cái cây xoài giống ngon để ghép theo cái kiểu ghép mà chúng ta có cái xác suất là 99%. Thưa quý vị, nhân viên của tôi sẽ trình bày kit tài liệu hợp bị mấy rồi. Thưa quý vị, đây là một cái cây xoài lên từ hột. Có tài Instagram mà. Có tên rồi. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ dùng cái cây xoài từ hột để trình bày cùng quý vị làm sao mà cây này nó sẽ có được giống của cây này trên nó. Mà cái cách ghép này đó thì tương đối là khá dễ cho quý vị. Thưa quý vị, đây là cái cây xoài ngon. Thì chúng ta tìm một cái cành nào để thích hợp với cái cành ghép cái kia. Thì thưa quý vị, đây là một cái cành tương đối mập mạp tốt. Utiliza este. Sí. Okay. Costa y Montra. Junto. Junto. Thưa quý vị, có nghĩa là chúng ta sẽ luồn cái cành của cây này vào trong cái cành này. Và nó chúng ta sẽ có một cái kết quả khá là tốt. Thưa quý một mình tiếp tục. Còn xôn. Thưa quý vị, chúng ta sẽ không làm theo cái kiểu mà chúng tôi vừa trình bày những kỳ trước. Chúng ta sẽ cắt ngược ở dưới, cắt ngược lên. Và có là thưa quý vị, nhân viên của tôi cắt ngược lên. Rồi, và thưa quý vị á, nhân viên của tôi sẽ cắt cái này thành một cái mũi nhọn như kim tự tháp. Còn xôn. Hay là chúng ta có một cái chữ V ngược. Để vô ta. Thưa quý vị, đây chúng ta có một cái chữ V ngược. Thì từ cái chữ V ngược này á, chúng ta sẽ cho vào cái chữ cái vết mở của cái cành này. Bung ra. Thưa quý vị, chúng tôi bỏ bớt một ít cành để cho quý vị dễ nhìn. Thưa quý vị, đây cái tài manos primero. Chúng ta sẽ luồn cái mũi nhọn kim tự tháp của cái cây từ hột vào trong cái cây trái ngon. Cái cành này đã được mở. Thưa quý vị, bông gà biên. Okay.
Thì thưa quý vị, đương nhiên là chúng ta sẽ phải làm sao mà cho cái chậu cây, hai cái chậu cây nó phải buộc vào nhau để cho nó không có di chuyển trong cái thời gian mà buộc ghép như vậy. Abajo. Thưa quý vị, đây là một cái cách ghép tự nhiên. Chúng ta không có phải làm cái gì, và cái để cho độ đến khoảng một vài tháng sau thì chúng ta sẽ gỡ cái dây này nhẹ nhẹ để xem cái kết quả hai cái cành nó đã ghép vào nhau chưa, nó dính vào nhau chưa. Sau khi hai cái cành á, nó đã nối kết nhau rồi thì chúng ta muốn cái cành này nằm trên cái thân này thì chúng ta sẽ phải cắt ở khúc này. Sau khi nó đã nối kết thì ví dụ như thưa quý vị, coi như là nó đã có tà lệ, có tà aki ha. Thưa quý vị, nhiều khi nhân viên của chúng tôi cũng vô ý cắt mất cái khúc này. Thì thưa quý vị, đây là một cái cây xoài đã ghép xong sau 3 tháng, 2-3 tháng. Thì tự động nó lại thành ở khúc dưới, nó là cái vết ghép của là một cái cây từ hột, và ở trên là một giống ngon. Đó là một cái kiểu ghép khác. Mà cái kiểu ghép này tương đối nó khá dễ cho quý vị. Trở lại với chương trình Quê Nhà Rất Xa, Hoa Vẫn Nở với nhà văn, nhà thơ Vàng Đen Nguyễn Dũng Tiến. Dưới ống kính của Đỗ Minh Dũng, thì thưa quý vị, là trong suốt những tuần vừa qua thì nhà văn, nhà thơ Vàng Đen Nguyễn Dũng Tiến đã hướng dẫn chúng ta cái cách mà ghép cành cũng như là ghép cây, làm sao để mà một cây có thể cho được hai loại trái, như là chúng ta đã xem Atomoya mà anh đã ghép một cái loại mãng cầu Do Thái, một cái loại mãng cầu Úc, để mà chúng ta có được hai cái loại trái trên một cái cành. Thì hôm nay anh sẽ ghép một cái cách khác nữa, là ghép mầm, phải không thưa anh? Vâng, thưa quý vị, cái cách ghép mầm này á, thì nó lợi cái cành chính để ghép. Ví dụ như là một cái giống cây mới mà nó đang trên cái thị hiếu của mọi người đang đòi hỏi rất nhiều mà tìm không ra cây, thì ví dụ như may mắn xin được một cái cành của cái cây đó, cái giống đó, thì thay vì chúng ta cắt từng cành từng khúc để ghép á, thì nó được 4-5 khúc cho một cái cây này, cái cành này thôi, 4-5 cái ghép, thì chúng ta thì có thể có một cái trò chơi khác, có nghĩa là ghép mầm. Thưa quý vị, đây là cái cách ghép mầm. Chúng ta tỉa hết những cái lá đi, phải không anh? Dạ. Thì thưa quý vị, cái mầm nào á, mà nó lên được lên một lú lên như một cái hạt gạo á, thì đó là cái mầm rất là tốt. Còn cái mầm nào mà nó chưa lên được, hãy còn nằm chìm ở trong cái cuối cái cành á, thì cái mầm đó cũng làm được, nhưng mà nó không có nhanh ra được bằng những cái mầm mà nó đã tượng. Thì thưa quý vị, cái cách làm á, nó giản dị. Ví dụ như là tôi dùng cái thân này, chúng ta sẽ làm một cái chữ T ở trên cái cây, nghĩa là dao của chúng tôi sẽ để xuống, ấn vào, và cái lưỡi đầu mũi dao nó chạm vào cái thân mộc ở bên trong thì tự động nó ngừng. Thì chúng tôi sẽ kéo xuống một đường. Rồi, cũng cái lưỡi dao này chúng tôi đặt trên cái vết, cái khúc đầu của cái vết cắt, ấn cái lưỡi dao vào, đồng thời tay nhẹ nhẹ lắc nó, thì tự động nó mở thành một cái vết mở. Thưa quý vị, đây là cái chữ T, nó gọi là T. Thì chúng ta đã có một cái chữ T. Thưa quý vị, trong mùa nóng á, thì cái vỏ cây và cái thân cây nó tách ra rất là dễ. Thì thưa quý vị, tôi chọn đây là một cái mầm. Và tôi sẽ lấy mầm bằng cách này. Thưa quý vị, chúng ta chỉ có một cái mầm rất nhỏ của một giống ngon. Thì chúng ta sẽ dùng chúng ta sẽ luồn vào cái chữ T, thưa quý vị. Chúng tôi sẽ làm chậm rãi để quý vị thấy. Đây là chúng tôi bỏ vào, và bây giờ kéo nó xuống.
Thưa quý vị, cái mầm nó nằm trong cái chữ T. Và nếu cái phần dư ra thì chúng ta cắt bỏ một chút. Thưa quý vị, đây là một vết ghép và chúng ta sẽ buộc. Thành ra cái mầm này đó, mình có thể ghép chẳng hạn như là cây xoài thì mình ghép mầm xoài. Phải không anh? Đúng rồi. Dạ. Cái câu hỏi đó tôi nghĩ nó cũng thừa, tại vì nếu mà có cái gà với vịt ở đâu có đi chung với nhau. Dạ, tại vì có nhiều cây đó là mình chỉ dùng cái thân thôi, mình ghép cái mầm mình sẽ ra cái cây khác. Mẫu Lan đã thấy anh Nguyễn Dung Tiến làm như vậy mà. Dạ, thưa quý vị, đây chúng ta đã có một cái vết ghép tương đối là hoàn hảo. Thì thưa quý vị, chúng tôi đã chừa cái vết này để cái mầm nó ra. Và thưa quý vị, cái điều kế tiếp khi mầm nó ra tốt rồi, ví dụ như là đây cái mầm nó lên một cái cành mới, nó lên như thế này, thì từ đó quý vị sẽ cắt bỏ cái phần chính này, bỏ đi. Có nghĩa là cái để cho bao nhiêu nhựa nó nuôi cái mầm này. Và cái vết cắt hơi cao một chút, thì vì trong mọi trường hợp, từ cái vết cắt đó, cái thân nó sẽ khô xuống độ khoảng nửa inch hay một inch. Thì quý vị có thể cắt cao lên một chút. Rồi cũng nhân tiện tôi chia sẻ luôn, luôn luôn từ cái này trở lên nó sẽ là cây xoài ngon. Trong cái thời gian mà cây này lớn á, thì cái thân này đó, tất cả những cái mầm ở đây nó vẫn có thể lên cái mầm khác. Thì đó nó thuộc của cái cây từ hột lên, nó không phải là giống ngon, quý vị phải cắt bỏ liền. Thì quý vị, thưa quý vị đó, ví dụ như tôi chỉ trình bày là đây là cái mầm nó lên như thế này, thì chúng ta sẽ cắt bỏ phần này và chúng ta sẽ có một cái cây nằm như thế này. Còn trường hợp quý vị muốn chám cái chỗ này lại á, thì quý vị đốt cây đèn cầy và nhỏ ít giọt sáp ở trên này để cho nó chám lại. Riêng với cái cây này anh chỉ ghép có một mầm, nhưng mà nếu chúng ta giữ cái cành cao cao đó, chúng ta có thể ghép 2-3 mầm lên cùng cái cây được phải không anh? Chúng ta có thể làm điều đó cho 4-5 giống khác nhau. Nhưng mà đó là cái trò chơi. Và đó là nhà thơ, nhà văn Vàng Đen Nguyễn Dũng Tiến vừa hướng dẫn cho chúng ta cách ghép cành cũng như chiết cành. Thưa với quý khán thính giả, vườn cây Mimosa XLE tọa lạc tại 6270 Austin Street, thành phố Los Angeles, tức là nằm ở trên đường Austin Street giữa đường Olympic và đường Whittier. Và số điện thoại là 323-722-4543, 323-722-4543. Nhà văn Vàng Đen Nguyễn Dũng Tiến sẽ hướng dẫn cho chúng ta nhiều những cái chương trình khác. Mời quý vị nhớ đón theo dõi trong chương trình Quê Nhà Rất Xa, Hoa Vẫn Nở. Vườn cây Mimosa XLE là vườn cây số 1 của miền Nam California trong suốt 35 năm qua, với đầy đủ tất cả những loại cây ăn trái và hoa quý hiếm của hai miền ôn và nhiệt đới. Mừng xuân Mậu Tuất, vườn cây Mimosa XLE đang có chương trình bớt 50% từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 5 2018 các mặt hàng sau đây: mãng cầu Atemoya 5 gallon, 7 gallon, 15 gallon, ổi đủ loại 3 gallon, 7 gallon, 15 gallon, ổi xá lị và nhiều giống ổi ngon trên thế giới. Bớt 50% cây vải 3 gallon, nhãn đu đủ ba tay 3 gallon, 7 gallon. Ngoài ra vườn cũng bán hạ giá cho nhiều giống cây khác. Vườn cây Mimosa XLE tọa lạc tại 6270 Austin Street, thành phố Los Angeles, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, nhận Visa và Mastercard. Điện thoại 323-722-4543. Vàng Đen Nguyễn Dũng Tiến kính mời.